Xin chào anh em, xin chào quý vị và các bạn. Vậy là năm hết, Tết lại sắp đến rồi. Và thời gian trôi thì chả chờ đợi ai cả. Nhưng cuối năm thì thường sẽ là những cái dịp mà chúng ta đi mua sắm rất nhiều. Và các chương trình khuyến mãi đặc biệt cũng sẽ diễn ra. Bảo Duy thì ngày hôm nay đang có nhu cầu muốn mua thêm một mẫu xe số để sang năm có thể là sẽ tăng gia sản xuất. Nhưng mà khi lên trên mạng search thì Duy có biết được thông tin là Honda Việt Nam đã chính thức tung ra chương trình khuyến mại dành cho những người đang có nhu cầu sở hữu cho mình một mẫu xe của Honda. Và ngay trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng đến hết của Honda để xem chương trình khuyến mại như thế nào và các mức giá bán của mẫu xe ra sao nhé. Mời mọi người. Chiếc Honda Vision phiên bản mới với màu sơn trắng kèm theo những cái đường tem màu đỏ, phần tay sách cũng màu đỏ luôn. Đây là một trong những cái mẫu xe tay ga giá rất là phải chăng và được rất nhiều chị em phụ nữ lựa chọn. Với Honda Vision thì chị em nào mà muốn sở hữu thì cũng sẽ có một cái mức giá cũng vô cùng hấp dẫn. Phiên bản thường có mức giá là 30 triệu, phiên bản cao cấp là 30,8 triệu, và phiên bản đặc biệt là phiên bản đứng ngay bên cạnh Duy đây là 31,1 triệu. Với những cái chương trình khuyến mãi hiện tại của Honda Việt Nam thì khi mua chiếc xe Way này, chiếc xe Way Alpha này, chiếc xe Way RX này, chiếc xe Blade và chiếc Honda Vision thì quý vị và các bạn sẽ nhận ngay một chương trình ưu đãi, đó chính là quay số khung số máy để giành được phần thưởng là một chiếc xe cùng loại. Còn nếu ai đó không trúng được một chiếc xe cùng loại để mang về cho gia đình, cho vợ, cho người thân thì cũng sẽ nhận ngay được một món quà nho nhỏ, một món quà tri ân đến từ Honda Việt Nam là một thẻ cào điện thoại trị giá 200.000 đồng. Toàn bộ khách hàng mua xe từ 300 phân khối trở xuống do Honda Việt Nam phân phối trong thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019 đều có cơ hội nhận được phần quà tri ân là thẻ điện thoại trị giá 200.000 đồng đối với các khách hàng mua xe Future 125, Super Cup, Honda Lead 125, Honda Airblade 125, SH1, PCX 125 và 150cc, Honda SH 125, 150 và 300cc, mẫu xe nhỏ MX 125, Honda Monkey 125 và mô tô tầm trung Rebel 300. Còn đối với mẫu xe Contai Winner 150, cứ 50 khách hàng mua xe sẽ có một khách hàng trúng xe cùng loại. Chiếc Honda Winner này thì là một mẫu xe duy nhất đang được áp dụng cái chính sách khuyến mãi khá là hấp dẫn, khi mà có thể mua xe này, quý vị và các bạn sẽ có thêm cơ hội để bốc thăm trúng thêm một xe Winner nữa. Hoặc là nếu mà không trúng thì chúng ta sẽ được tặng kèm ngay một chiếc mũ bảo hiểm full face dành riêng cho Winner thôi ạ. Đó, quý vị và các bạn để thấy. Với cái mũ này thì thiết kế khá đẹp. Anh em khuyên Duy là có nên làm một em Winner về để chạy Grab không? Quá hợp lý luôn. Tăng gia sản xuất với em này thì ngon. Vừa rồi thì Duy cùng với cả quý vị và các bạn đã đi một vòng cái head của Honda để tìm hiểu về những cái mẫu xe đang được áp dụng cái chương trình khuyến mãi, cũng như là những cái giá bán đề xuất hay là với cái giá bán ở tại showroom đối với chiếc Honda Winner. Vậy thì Duy có qua đây và có nói chuyện với cả chị nhân viên tư vấn bán hàng ở đây thì được biết là có rất nhiều người tại showroom mình đã mua xe và đã được trúng xe mang về ngay. Và với cái hình thức cụ thể là khi mà các bạn mua xe thì sẽ lấy chính số khung số máy của xe quý vị và các bạn mua. Sau đó bên cửa hàng sẽ nhập cái thông số đó vào trong hệ thống của Honda Việt Nam ấy ạ. Sau đó sẽ có một cái app chạy tự động auto và lựa chọn ra cái giải thưởng mà trong chương trình khuyến mãi mà quý vị và các bạn có thể nhận được. Có thể rước ngay một em xe này về, hoặc cũng có thể nhận ngay một thẻ cào 200.000 đồng, hoặc đối với Winner thì chúng ta sẽ có ngay một mũ full face. Quý vị và các bạn
Nghe đến đây thì đã thấy mình hợp với mẫu xe nào chưa? Nếu như quý vị và các bạn thấy hợp rồi thì hãy đến ngay Head Honda để tham khảo và rước ngay cho mình một em về nhà nhé. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.